Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 1993. Chúng ta sống thưởng và chúng ta học tiếp về tứ diệu đế. Cái tiếng khổ trong ngôn ngữ Việt Nam cũng như là trong ngôn ngữ Trung Hoa, nó có nghĩa là đắng. Khổ là đắng. Bitter. Như là mướp đắng, bitter melon gọi là khổ qua. Đắng có nghĩa là không có ngọt. Như vậy thì trong cái ngôn ngữ này, hạnh phúc đó, nó coi như là ngọt, và khổ đau nó coi như là đắng. Nhưng mà giữa cái ngọt và cái đắng nó có một cái trung tính. Mình nếm một cái gì đó mà nó không có đắng, nhưng mà có thể nó không có ngọt. Vậy thì khổ nó không những là không phải là không ngọt, mà nó còn có nghĩa là không có trung tính nữa. Một bên đó là ngọt, một bên đó là đắng. Nhưng mà ở giữa nó có cái là không ngọt, không đắng. Là không ngọt, là không đắng. Vậy thì khổ ở đây á, nó có nghĩa là không có vui, mà cũng không có nghĩa là không khổ, không vui. Và chúng ta biết rằng cái điều này nó đi với cái ý niệm về tam thọ. Tam thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Thì chữ xả này không có nghĩa là, chữ xả này nó có nghĩa là không khổ cũng không lạc. Vậy thì khổ ở đây nó có nghĩa là không vui mà cũng không xả. Tức là nó khó chịu. Nó đắng, vị đắng. Vị ngọt đã không có rồi mà cái vị lạc ở giữa cũng không có nữa. Và trong tiếng Phạn, tiếng Pali thì chữ Dukkha đó, nó cũng có nghĩa là không có dễ chịu. Nó có nghĩa là không có bình thường, không có sanuvapa, savaman, đó là khổ. Savapa tức là nó bị ứ trệ, hoặc là nó gây ra cái sự khó chịu. Chúng ta phải sử dụng trước hết cái nguyên tắc nhị đế để mà học về tứ đế. Nguyên tắc nhị đế, chân đế và tục đế, để có thể tránh được một số những cái hiểu lầm, những cái mâu thuẫn. Chúng ta đã biết rằng nhị đế và duyên khởi là hai cái dụng cụ mà chúng ta phải đem theo để mà sử dụng trong khi học hỏi. Thì hai cái dụng cụ đó nó cũng giống như là những cái dụng cụ toán học. Khi mình làm toán là mình phải có ít nhất là một cái gì? Cái Ike. Và một cái ngày xưa tôi gọi là cái cùng pa, để mà làm tròn, có cùng pa đó. Và mình muốn vẽ một vòng tròn thì mình phải làm như vậy, là mình phải có ít nhất là hai cái dụng cụ này để làm toán. Thì khi mà mình đi vào trong giáo lý, mình phải có hai cái dụng cụ là tối thiểu. Dụng cụ đó là nhị đế và duyên khởi. Nếu mà mình đem theo hai dụng cụ đó thì mình có an ninh hơn hai cái này. Thì trước hết mình đi vào khổ đế, mình phải sử dụng cái dụng cụ nhị đế, tức là khổ là nó đối với vui, đối với vui. Và như vậy có nghĩa là mình công nhận sự có mặt của khổ, và mình công nhận sự có mặt của cái ngược lại của cái khổ là cái vui. Sau này mình đi vào chân đế thì là chuyện có thể nó khác. Nhưng mà mình bắt đầu đi vào bằng cái cánh cửa tục đế thì mình phải công nhận với nhau rằng có cái khổ và có cái vui. Và hơn nữa có cái gọi là không khổ không vui, nó nằm ở giữa. Đó là đứng về phương diện nhị đế mà nói. Đứng về phương diện duyên khởi
Thì chúng ta cũng công nhận như vậy. Tại vì duyên khởi, theo duyên khởi thì cái vui nó làm bằng cái không vui, cái khổ nó làm được làm bằng cái không khổ. Một cái này do những cái kia làm ra, như là tay trái nó do tay mặt làm ra. Thành ra cả hai cái dụng cụ đó nó đều chứng minh rằng chúng ta phải nói tới cái khổ và nói tới cái vui trong bước đầu của sự học hỏi về tứ đế. Phải công nhận sự có mặt của cái khổ và phải công nhận sự có mặt của cái vui. Cái khổ nó có liên hệ tới cái vui, và cái vui có liên hệ tới cái khổ. Tức là chúng ta đi vào bằng ngưỡng cửa của tục đế. Có một điều là chúng ta không vào thì thôi, nhưng mà chúng ta vào thì chúng ta càng ngày càng đi sâu, và chúng ta quán chiếu, ta tiếp xúc với cái sự thực tương đối, tức là tục đế. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì chúng ta đi khá sâu và chúng ta bắt đầu tiếp xúc được với cái chân đế. Và giữa tục đế và chân đế nó không có một cái khoảng cách tách biệt, mà nó có sự liên tục. Đó là điều chúng ta đã học. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu bằng sự công nhận rằng có cái khổ và có cái ngược lại của cái khổ là cái vui. Chứ chúng ta đừng có vội vã nói rằng cái mục đích của chúng ta là vượt cả khổ cả vui. Nói như vậy thì vội vã quá, muốn nhảy ngay vào chân đế mà không có đi ngang qua cái con đường tục đế là một sự nguy hiểm. Như là cái bài thơ thiên hạ đua nhau nói khổ vui, có chi là khổ, có chi vui đó. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ ấy vui. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Cái đó là nói lý đứng trên cái phương diện chân đế mà nói, nhưng mà nó không có lợi ích, chỉ nói mà thôi. Thà rằng đừng khổ cũng đừng đừng vui, nói như vậy nhưng kỳ thực cũng vẫn thích vui như thường, vẫn sợ khổ như thường, là tại vì chưa đi ngang qua cái giai đoạn của tục đế mà đã muốn nhảy tới chân đế. Thì đó là một cái sai lầm. Cho nên chúng ta khoan nói cái chuyện vượt thoát cả vui lẫn khổ. Chúng ta hãy nói cái chuyện có vui và có khổ. Mà phần lớn chúng ta đều thấy rằng có những cái nỗi khổ trong cuộc đời, và chúng ta muốn chuyển hóa những cái khổ đó để những cái khổ đó nó vắng mặt, và chúng ta đạt tới cái niềm vui, dầu là cái niềm vui tương đối. Nếu anh chưa đạt được cái niềm vui tương đối thì đố anh có thể đạt được cái niềm vui tuyệt đối, cái niềm vui nó vượt cả khổ cả vui. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta có cái khổ mà hôm qua chúng ta không có, thì chúng ta công nhận rằng ngày hôm qua có sự có mặt của cái không khổ, mà ngày hôm nay là có sự có mặt của cái khổ. Và chúng ta đem so sánh hai cái trạng thái đó, một cái trạng thái không khổ, một trạng thái khổ, và chúng ta muốn trở lại cái trạng thái không khổ bằng cái phương pháp thực tập. Đó là cái bước đầu của sự học hỏi và thực tập. Chúng ta không có quyền nói lý khổ đâu có, khổ là giả thôi, chỉ nói như vậy để an ủi thôi. Vui cũng là giả mà khổ cũng là giả, đừng có làm gì hết. Sự thật là mình phải làm một cái gì, mình phải thực tập để chuyển hóa cái khổ thành cái không khổ. Rồi trong khi thực tập đó, mình tiếp xúc, mình quán chiếu, mình thấy được cái tự tánh của cái khổ và tự tánh của cái không khổ, thì lúc đó mình mới từ từ mình đạt tới cái chân đế của sự thật giữa khổ và không khổ. Nên là bắt đầu luôn luôn mình phải công nhận có sự có mặt của cái khổ, nó là sự trái ngược lại với cái không khổ. Bắt đầu phải như vậy mới được cho thực tế. Ví dụ như mình có bệnh nhức đầu, mình công nhận cái bệnh nhức đầu này là nó khổ, và mình muốn đạt tới cái trạng thái không nhức đầu, tức là không khổ. Mình phải bắt đầu như vậy, chứ đừng nói rằng là nhức đầu hả? Nhức đầu đâu có, nhức đầu cũng đâu có thật. Thôi đừng có lo về cái chuyện nhức đầu.
không lo chuyện nhức đầu thì nó vẫn nhức như thường. Mình phải làm cái gì đó để chuyển hóa cái sự nhức đầu, để đưa tới cái sự không nhức đầu. Dầu biết rằng không nhức đầu nó có thể trở lại nhức đầu như thường nếu mà mình không có biết cách giữ gì. Dầu là cái khổ nó tương đối và cái vui nó tương đối thì mình phải công nhận cái sự có mặt của chúng nó. Cái phương pháp của chúng ta là nhìn vào hiện tượng khổ như là một khổ thọ trước. Và khoảng 100 năm sau khi Bụt nhập diệt, có một cái phái gọi là phái Ấm Quang Bộ, Ca Diếp Di Bộ, có khi gọi là Ca Diếp Di Bộ, có chủ trương một cách rất rõ ràng, khổ trước hết là khổ thọ. Điều này rất là hay. Khổ trước hết là khổ thọ. Pain is first of all painful feeling. Cái đó là dễ hiểu lắm. Thì chúng ta biết thọ là một trong năm uẩn. Chúng ta vẽ một trái quýt và chúng ta chia cái trái quýt ra thành năm múi. Cái múi thứ nhất á là sắc, tức là cái thân thể của chúng ta. Cái múi thứ hai là thọ, tức là những cái cảm giác của chúng ta. Và cái múi thứ ba là tưởng, tức là cái tri giác của chúng ta. Thứ tư là hành, và thứ năm là thức. Thì thọ đây là những cảm thọ mà chúng ta biết rằng cảm thọ nó có ba loại. Một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là xá thọ. Xá thọ nghĩa là cái cảm giác nó không có khổ mà không có vui. Vậy thì khổ thọ nó nằm ở trong cái này. Khổ thọ nó nằm ở đây. Và nếu mà chúng ta biết khổ thọ nằm ở đây thì chúng ta phải đi tìm trong năm uẩn những cái nguyên do nào nó làm ra khổ thọ. Thì trước hết chúng ta thấy rằng nếu mà có cái sự bất bình thường ở trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta có khổ thọ. Như là máu chảy không đều ở trên đầu thì chúng ta nhức đầu. Nếu như răng bị hư thì chúng ta nhức răng. Vì vậy cho nên có những cái khổ thọ có nguồn gốc từ sắc. Cái đó là rõ ràng rồi đó. Nếu chúng ta không có giữ gìn cái thân thể của chúng ta, nếu chúng ta ăn uống, nếu chúng ta sống không có chánh niệm thì chúng ta tạo ra những cái sự mất thăng bằng trong cơ thể. Và những cái mất thăng bằng trong cơ thể đó nó tạo thành khổ thọ. Những cái sự mất thăng bằng trong cơ thể tự nó là khổ hay không chúng ta không biết, nhưng mà nó là nguyên do tạo ra sự khổ. Thì ít nhất khổ là khổ thọ. Chúng ta phân biệt hai cái: cái thân thể của chúng ta và cái cảm thọ của chúng ta. Những cái mất thăng bằng trong cơ thể đưa tới khổ thọ. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy rằng cái khổ thọ của chúng ta nó phát xuất không phải là từ cái thân thể của chúng ta mà từ cái tâm của chúng ta. Mà tâm của chúng ta là thọ tưởng hành thức, ở trong đó tưởng là rất quan trọng. Chứ tưởng ở đây á, nó là cái nhận thức của mình, cái tri giác của mình. Cái tri giác của mình, mà tri giác nó có nghĩa là chủ thể tri giác và đối tượng tri giác. Luôn luôn phải nhớ như vậy.
Khi mà chúng ta có một tri giác sai lầm thì gọi là vọng tưởng. Viễn ly điên đảo mộng tưởng, tức là xa lìa những tri giác sai lầm, đảo lộn, điên đảo có nghĩa là upside down, có nghĩa là trắng và mình thấy là đen. Người ta thương mà tưởng là người ta ghét. Cái đó gọi là upside down, điên đảo là vậy đó. Vọng tưởng tức là những cái tri giác sai lầm. Thì những tri giác sai lầm là nguyên do cho thọ, cho lạc, cho khổ thọ. Vậy thì mình đã tìm ra được hai cái nguồn gốc của khổ. Nguồn gốc thứ nhất là cơ thể. Nguồn gốc thứ hai là tri giác. Khi mà mình cầm một cái ly lên mà mình nhìn cái ly, mình biết đây là cái ly, cái biết đó gọi là tri giác. Tri giác lầm nó đưa tới khổ thọ. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là tri giác không phải là cái chủ thể tri giác, mà luôn cả cái đối tượng tri giác nữa. Tại cái chủ thể sai lầm, đối tượng nó cũng sai lầm luôn. Đâu có rắn, chỉ có một sợi dây thôi. Nhưng mà mình nhìn sợi dây thành con rắn cho nên mình sợ. Mình sợ cho nên mình khổ. Vì vậy cho nên không phải là sợi dây nó làm mình khổ, mà chính cái tri giác của mình, cái con rắn đó là làm mình khổ. Con rắn không có thật. Có những cái khổ nó tới từ thiên nhiên. Ví dụ như trời lạnh, hay trời bão, hay trời nóng. Thì mình nói rằng cái lạnh của thiên nhiên nó là nguyên do của cái khổ của mình. Cái nguyên do đó nó từ đâu? Từ sắc hay là từ tưởng? Hay là ngoài sắc hay ngoài tưởng? Ngoài năm uẩn còn có gì khác nữa không? Ngoài năm uẩn của chúng ta còn có thiên nhiên không? Còn có xã hội, còn có nhân loại không? Câu hỏi đó nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà quý vị nghe nói rằng con người của chúng ta được làm bằng năm uẩn, thì quý vị nghĩ rằng năm uẩn đó là năm uẩn của quý vị. Nó được biệt lập với cái thế giới bên ngoài, cái thế giới và cái xã hội bên ngoài. Hiểu như vậy là sai giáo lý đạo Phật lắm. Năm uẩn không có nghĩa là một cái hợp thể của riêng mình. Tại vì tưởng có nghĩa là tưởng về cái gì? Tri giác là tri giác về cái gì? Khi mình nhìn trời á, nhìn trời xanh, mình thấy trời xanh, thì trời xanh là đối tượng của tri giác của mình. Khi mình nhìn người bạn của mình á, người bạn của mình là đối tượng tri giác của mình. Và vì vậy cho nên trời xanh này, mây trắng này, núi cao này, sông dài này, con người này, con thú, tất cả đều nằm ở trong tưởng hết, đều là đối tượng của tưởng hết. Khi mình thực tập cái bài năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần, mình đừng có tưởng năm uẩn là cái gì nó nằm ở trong con người của mình mà thôi. Thật lắm, năm uẩn là nó có chủ thể và đối tượng của năm uẩn. Như cái thân thể của chúng ta, nó có liên hệ trực tiếp tới cái thế giới, cái khí hậu, cái mặt trời, mặt trăng. Và vì vậy cho nên cái sắc của chúng ta, khi mà nó đưa tới một cái khổ thọ, tức là nó có dính líu tới cái thiên nhiên và cái điều kiện vật lý ở bên ngoài, sinh lý, vật lý. Và sinh lý và vật lý là nó dính liền với nhau. Sinh lý nó làm bằng vật lý. Rồi cái tưởng của chúng ta nó cũng vậy. Cái tưởng là cái tri giác. Mà tri giác có nghĩa là tri giác cái gì? Tri giác trời, tri giác đất, tri giác trăng sao, núi, sông, con người. Và vì vậy cho nên đối tượng
của tri giác là tất cả vũ trụ. Và năm uẩn của chúng ta bao gồm các vũ trụ. Chứ đừng có nói là năm uẩn của chúng ta là nó tách biệt ra khỏi vũ trụ. Nói như vậy là sai lắm. Vì vậy cho nên khổ trước hết là một khổ thọ. Khổ là đối tượng của thọ. Nhưng mà mình thấy rằng khổ cũng là đối tượng của tưởng và của sắc. Tại vì sắc nó tạo ra thọ và tưởng nó cũng tạo ra thọ. Như trong kinh nói rằng sanh ra là khổ. Thì chúng ta phải xét coi thử sanh ra có phải là khổ thật hay không. Thì sinh là một cái ý niệm, một cái ý niệm về sự thật. Nó thuộc về phạm vi tưởng. Chúng ta có một ý niệm về sanh, một tri giác về sanh. Nó tùy theo cái tri giác nó như thế nào mà chúng ta khổ nhiều hay là khổ ít. Chúng ta nghĩ ra, chúng ta nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta nhìn lại cuộc đời của một số người mà chúng ta biết trên thế giới, chúng ta thấy rằng từ khi sanh ra cho đến khi chết đi, cái đau khổ rất nhiều, cái hạnh phúc rất ít. Cho nên khi mà chúng ta thấy một em bé sinh ra, chúng ta suy gẫm, chúng ta nói sanh ra làm gì cho khổ. Thành ra cái nhận thức đó, nó có liên hệ tới cái kết luận của chúng ta là sanh ra là khổ. Thành ra trong cái lời tuyên bố sinh là khổ, nó có một cái sự thật ở trong đó. Sự thật đó được căn cứ trên cái kinh nghiệm của con người. Nhưng mà đó không phải là sự thật duy nhất, có những sự thật khác. Ví dụ như mà khi Thái tử Siddhartha sinh ra thì người ta không có cảm tưởng khổ. Tất cả hoàng cung đều mở tiệc ăn mừng hết. Và vì vậy cho nên người ta thấy rằng sinh ra là một cái hiện tượng rất là mầu nhiệm. Tùy theo cái tri giác của chúng ta hết, cái tưởng của chúng ta hết. Rồi khi mà chúng ta tu tập mà đạt tới cái thấy của chân đế, mà chứng nhập cái sự thật là không có sanh mà không có diệt, thì lúc đó cái tri giác của chúng ta hoàn toàn nó khác. Và khi mà vô sanh rồi thì cái mà chúng ta trước cho là sanh, nó không làm chúng ta sợ hãi nữa. Ban đầu thì chúng ta rất sợ hãi sự sanh ra, nhưng mà khi mà đạt tới vô sanh, đạt tới cái chỗ bất sanh bất diệt rồi, thì chúng ta nhìn cái sanh diệt chúng ta chỉ cười xòa thôi, chúng ta không sợ hãi nữa. Đó là khi mà chúng ta đã tiếp xúc được với chân đế, chúng ta đã vượt thoát cái tưởng về sanh. Cho nên cái khổ thọ của chúng ta nó tùy thuộc rất là nhiều ở trên cái tri giác của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta. Và cái vấn đề đặt ra cho 2.500 năm lịch sử Phật giáo mà người ta thường nói đến luôn đó, là khổ chỉ là khổ thọ hay khổ nó bao trùm tới cái đối tượng của sắc, của tưởng, của hành và của thức nữa. Tại vì có những cái trường phái họ nói cái gì cũng khổ cả, chứ không phải là chỉ khổ thọ mới là khổ. Tất cả mọi hành đều là khổ. Thì nó có hai cái phe phái. Một cái phe phái mà được đại diện bởi Ca Diếp Di Bộ đó là nói rằng khổ là chỉ là khổ thọ thôi. Còn những cái phe phái khác mà sau này đi theo rất đông là chủ trương rằng cái gì cũng khổ cả, chứ không phải là chỉ thọ mới khổ. Tức là sắc, tưởng, hành thức đều khổ hết. Ví dụ như là trong tác phẩm mà Pháp Uẩn Túc Luận, một cái bộ luận của Hữu Bộ, và trong cái bộ phân biệt đế luận
Sakya Vibhaga của tạng Pali đó, thì quả quyết rằng tất cả đều là khổ hết. Không những khổ là cái khổ thọ này, mà tất cả những hiện tượng vật chất này, sinh lý này, tất cả những tưởng, những hành, những thức, tất cả các nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không ác, không thiện, đều là khổ hết. Nói tóm lại là đi theo cái đường lối nói là tất cả các hành đều là khổ hết. Và tất cả các hành là gì? All formations là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là đối tượng của tưởng hết. Trời xanh cũng là đối tượng của tưởng. Núi núi cao là đối tượng của tưởng. Sắc thân đối tượng của tưởng. Xã hội đối tượng của tưởng. Tất cả mọi sự mọi vật gì cũng là đối tượng của nhận thức hết. Tất cả những nhận thức đó đều là khổ hết. Nói tóm lại có cái khuynh hướng và nói tất cả đều là khổ. Vậy thì cái câu hỏi mà mình đặt ra là tưởng à là khổ chỉ là đối tượng của thọ hay là khổ là đối tượng của tưởng nữa? Ví dụ như cái bàn là khổ, cái nhà là khổ, mặt trời là khổ, mặt trăng là khổ, cái sông là khổ, tất cả những cái hiện tượng nào được gọi là hữu vi, all formations Dukkha, đó là cái khuynh hướng nó tràn lấn đạo buộc từ thế kỷ thứ hai sau khi buộc nhập diệt cho tới bây giờ. Mà hồi đó chỉ có một cái bộ phái Phật giáo là Ca Diếp Di Bộ chủ trương rằng khổ là chỉ là khổ thọ thôi. Còn những cái khác nó có thể là nó mang tới, đưa tới khổ thọ, nhưng mà nó đưa tới hay không đưa tới, cái đó nó tùy thuộc ở cái nhận thức của mình. Thì khi mà mình đọc kinh điển và kinh luận thì mình tìm ra một điều rất là ngộ nghĩnh, là khi hành trì tứ diệu đế đó thì người ta bắt đầu bằng cái rồi hành trì thị chuyển, tức là nói cái này là khổ, đây là khổ. Idam dukkhanti, đây là khổ. Cái câu đó lặp đi lặp lại rất nhiều. Và người ta tưởng làm như vậy tức là được chứng nhập vào trong cái chân chân lý của khổ, mà làm theo lời Phật dạy, cái này là khổ. Cũng như nhiều người niệm Phật ở trong cái thời đại của mình nó cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong lúc đó thì cái đầu nó nghĩ những cái chuyện khác. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cứ nói như vậy thôi. Và vì vậy cho nên cái sự lặp lại cái này là khổ nó trở thành ra một cái công thức rất là máy móc. Và có nhiều người họ đi tới sự kết luận là nếu không lặp lại cái câu đó, cái này là khổ, đời là khổ, thì mình không có đi vào được ở trong cái sự chứng nhập tứ diệu đế. Cho nên có một số các bộ phái hồi đó đó, 100 năm, 150 năm sau thời Bụt nhập diệt, đã chủ trương rằng đạo nhân danh cố khởi, thật cố khởi, đạo nhân thành cố khởi. Tức là cái sự chứng nhập vào con đường là do âm thanh mà nó có thể phát khởi ra được. Tức là mình phải lặp đi lặp lại cái chuyện cái này là khổ, đời là khổ. Cái hồi cách độ chừng 100 năm sau khi Bụt nhập diệt thì có một vị xuất gia tên là Đại Thiên Mahadeva. Ông đưa ra một năm cái nhận xét mà tạo ra một cái cuộc sóng gió lớn ở trong tăng đoàn. Ông đưa ra năm cái nhận xét về một vị A-la-hán. Nhận xét thứ nhất á, là dư sở dụ. Dư sở dụ có nghĩa là anh chứng được cái quả A-la-hán rồi, nhưng mà anh vẫn có thể bị kẻ khác dụ dỗ. Kẻ khác đây tức là không phải là loài người, mà những cái loài
không phải là người. Nó tới nó dụ dỗ anh trong giấc mơ. Và trong giấc mơ, dầu anh là một vị A-la-hán rồi, anh vẫn xuất tinh như thường. Anh nằm mơ thấy xuất tinh như thường. Và khi mà trong giấc mơ mà anh nằm mơ thấy anh ôm một cái người nào đó, một cái cô tiên nào đó, mà anh xuất tinh ra, thì nó có nghĩa là dầu anh là một bậc A-la-hán rồi á, anh vẫn có thể bị kẻ khác dụ và là dư sử dụng. Đó là một trong năm cái định đề mà thầy Mahadeva đưa ra. Thì có người nói rằng là tại vì mình ăn uống sung túc cho nên trong giấc mơ mình có thể làm cho cái tinh nó tiết ra trong giấc ngủ, gọi là dư sở dụ. Tức là vị A-la-hán tuy gọi là chứng ngộ rồi nhưng mà còn bị cái đó. Hai là vô tri. Tuy rằng thầy đã chứng A-la-hán rồi nhưng mà có nhiều cái thầy không có biết. Ví dụ như tôi đưa cái bông này ra, tôi nói thầy cái bông này tên gì, thầy đâu có nói được. Vì vậy cho nên ở trên đời có nhiều cái thầy không biết. Vì vậy cho nên một vị A-la-hán là rất khác với buộc. Buộc là cái gì cũng biết hết. Còn A-la-hán có những cái không biết, gọi là vô tri. Vô tri nó có hai thứ. Rồi bên cái phía thượng tọa bộ họ chống lại, họ nói là có hai thứ vô tri. Một thứ là nhiễm ô vô tri, thứ hai là bất nhiễm ô vô tri. Nhiễm ô vô tri là cái vô tri nó có dính líu tới cái sự mê mờ vô minh. Còn như là cái bông này mà tôi không biết tên thì cái đó nó đâu có dính líu gì tới cái giác ngộ của tôi đâu. Thành ra có là bất nhiễm ô vô tri. Thành ra A-la-hán có thể có những cái bất nhiễm ô vô tri mà nó không có cái nhiễm ô vô tri. Cãi qua cãi lại như vậy. Nhưng mà bên thầy Đại Thiên thì nói là A-la-hán vẫn có những cái vô tri, có những cái không có biết. Thứ ba là do dự. Do dự tức là vẫn còn sự nghi ngờ. Nơi con người A-la-hán vẫn còn có những cái điểm nghi, chưa có giải thoát được hết, giải phóng được hết. Thứ tư là tha linh nhập. Tha linh nhập có nghĩa là khi mà mình đắc quả A-la-hán rồi, nhiều khi mình cũng không có biết. Phải có một người nói cho mình biết rằng mình đắc quả A-la-hán rồi thì mình mới đắc, mình mới biết được. Hoặc là phải nhờ một người khác đưa vào. Nhờ một người khác đưa vào trong cái ý thức rằng là mình đã đạt được cái quả A-la-hán. Và cái thứ năm là đạo nhân thanh cố khởi. Tức là anh phải lặp đi lặp lại hoài, đời là khổ, cái này là khổ. Nếu không thì anh không có cảm thấy thoải mái, anh không có cảm thấy giải thoát. Cái điều này nó tiết lộ ra cái sự thật là trong cái thời đại đó người ta thực tập tứ diệu đế, cái gọi là thị chuyển đó. Họ lặp đi lặp lại, họ phải nhắc đi nhắc lại với nhau. Sở dĩ mà tôi không làm cái đó là tại vì tôi sợ khổ. Sở dĩ mà tôi không có lắng mình vào trong cái hướng đó là tại vì tôi sợ khổ. Và vì vậy cho nên tôi phải nhắc nhở cho tôi về cái khổ, tôi phải nhắc nhở cho anh về cái khổ. Chúng ta phải nhắc nhở cho nhau về sự có mặt của cái khổ để chúng ta đừng có làm như vậy. Và vì vậy cho nên cái sự giải thoát đó có liên hệ mật thiết tới cái chuyện nói ra, và nói ra bằng ngôn ngữ rõ ràng là cái đó là khổ. Có hai cái tác phẩm mà nếu mà sau này quý vị muốn nghiên cứu cho đàng hoàng thì quý vị phải sử dụng. Những cái tác phẩm này nó ghi lại những cái điểm mà các bộ phái Phật giáo họ không đồng ý với nhau, cái kiến giải không đồng ý với nhau. Ở Bắc Tông á,
thì có một cái tác phẩm gọi là Dị Bộ Tông Luân Luận. Của một tác giả gọi là Thế Hữu Vajumitra. Dị Bộ Tông Luân Luận á, ghi chép lại những cái chủ trương khác nhau giữa 18 bộ phái phát sinh vào khoảng 100 năm sau thời Bụt nhập diệt. Nếu mình muốn nghiên cứu cho nó sâu sắc thì mình phải sử dụng cái đó. Ở Nam Tông thì mình có cái tác phẩm Kathavattu. Cái tác phẩm này ghi lại mấy trăm điểm, 219 điểm. Cái này dịch là luận sử. Tác phẩm này dịch là luận sử, tiếng Anh dịch là Point of Controversy. Points of Controversy, luận sử tức là những cái vấn đề, những cái chủ đề đưa ra để đàm luận giữa các bộ phái khác nhau. Thì hai cái tác phẩm đó là hai cái tác phẩm nó cho chúng ta những cái dữ kiện, những cái information về những cái chủ trương khác nhau của các bộ phái Phật giáo bắt đầu từ thế kỷ thứ hai sau khi Bụt nhập diệt. Trong cái tác phẩm luận sự đó, Points of Controversy, mình đọc cái điểm thứ 111 thì đưa ra cái vấn đề như thế này: sự chứng nhập khổ đế có phải là kết quả của cái sự lặp đi lặp lại cái câu cái này là khổ hay không? Có phải là lặp đi lặp lại cái chữ cái này là khổ, đây là khổ, cái hành động đó, cái sự thực tập đó có phải là cần thiết, tuyệt đối cần thiết cho cái sự chứng nhập vào sự thật thứ nhất hay không? Đó là chủ trương của nhiều phái, trong đó có các phái Đông Sơn Trú Bộ, Tây Sơn Trú Bộ, Vương Sơn Bộ và Nghĩa Thành Bộ, tức là nhiều bộ lắm. Tin tưởng rằng là phải lặp đi lặp lại cái đó. Bởi vì vậy cho nên chúng ta biết rằng ngay khoảng 100 năm sau khi Bụt nhập diệt á, thì cái khuynh hướng lặp đi lặp lại cái chuyện đời là khổ, cái này là khổ, cái kia là khổ, nó đã tràn lan. Bởi vì vậy cho nên có cái khuynh hướng là cho tất cả đều là khổ hết. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Cai Diếp Di Bộ nói rằng khổ chỉ là khổ thọ thôi, còn những cái kia nó có thể chứa đựng mầm mống của sự khổ nếu cái tưởng của mình nó sai lầm, thì tất cả mọi cái đều có thể đưa đến cái sự khổ, những cái đó không khổ. Ví dụ như cái bàn này này, cái bàn này á là đối tượng của tưởng ha, nói cái bàn này là vô thường á thì nghe dễ hiểu ha, nói rằng cái bàn này là vô ngã thì nghe có dễ hiểu không? Nó cũng dễ hiểu. Nhưng mà nói cái bàn này là khổ, nghe hình như nó có cái gì nó kẹt vào trong đó. Cái bàn nó là vô thường, nó vô ngã, nhưng mà cái bàn là khổ thì tức cười lắm. Mình có thể nói rằng cái bàn á, có thể có tác dụng gây đau khổ thì được. Là nếu cái nhận thức của mình về cái bàn sau đó mình có thể gây đau khổ. Ví dụ mình ham cái bàn quá, mình thèm cái bàn quá, cho đến nỗi mình phải chạy ngược, chạy xuôi, mình nói tôi không có cái bàn, khổ quá. Thì cái đó là cái khổ, nó thuộc về cái nhận thức của mình về cái bàn, cái sự thèm khát của mình về cái bàn, chứ không phải là tại cái bàn nó khổ. Đây là một cái điểm rất là quan trọng ở trong đồng. Sau này mình học tới ba pháp ấn thì mình sẽ thấy ba pháp ấn theo đạo Bụt Bắc truyền là vô thường, vô ngã và niết bàn.
Nhưng mà theo Đạo Phật Nam Truyền là vô thường, khổ và vô ngã. Pháp ấn tức là cái sự thực về thực tại. Thực tại như là cái bàn hay là cái đèn cầy hay là cái bình thủy. Đấy. Thì trong kinh nó có một cái đoạn rất là phổ biến. Này các vị khất sĩ, sự vật là vô thường, là thường hay là vô thường? Trả lời, bạch Đức Thế Tôn, sự vật là vô thường. Sự vật vô thường thì là khổ hay là không khổ? Bạch Đức Thế Tôn, sự vật vô thường cho nên nó là khổ. À, sự vật là vô ngã hay là không vô ngã? À, nếu sự vật là khổ thì mình có thể nói cái này là ngã được không? Bạch Đức Thế Tôn, không được. Sự vật là khổ rồi thì ta không thể nói rằng cái này là ngã được. Thành ra cái lý luận ở đó nó đi thế này này. Vì vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên vô ngã. Mà cái đoạn kinh đó nó được lặp lại hàng trăm lần, hàng mấy trăm lần trong kinh điển. Ở bộ phái Đồng Diệp Theravada cũng như bộ phái Sarvastivada. Đó là một ví dụ, như là trong cái máy vi tính của chúng ta đó. Hệ chúng ta mà chữa lại một chỗ là tất cả những chỗ khác đều chữa lại hết. Cái hồi cô Chân Diệu Nghiêm mà hướng dẫn cái ngày chánh niệm ở tại chùa Từ Hiếu đó, thì tôi có coi video. Tôi coi video thì tôi thấy rằng là các em á, ban đầu nó hát là nước tĩnh lặng chiếu, không gian thanh thang là đúng lắm. Nhưng mà nó hát lại hai ba lần. Và lần thứ hai tự nhiên nó không hát nước tĩnh lặng chiếu nữa, nó hát là nước tĩnh lặng sóng. Mà tất cả đều hát như vậy. Lần thứ ba nước tĩnh lặng sóng, và nó trở thành là nước tĩnh lặng sóng. Mà không phải là nó học sai. Ban đầu nó học nước tĩnh lặng chiếu, nó hát đúng. Lần thứ hai nước chiếu tĩnh lặng sóng. Tại vì đối với nó, nước tĩnh tức là không có sóng thôi, chứ còn chiếu hay không chiếu nó không quan trọng. Thì cái đoạn kinh này á, nó có thể là được bóp méo trong cái thời đại đó. Tại vì cái ý niệm về khổ nó trở thành quá quan trọng, cho nên nó tràn lấp hết. Và tam pháp ấn thay vì vô thường, vô ngã và niết bàn, nó trở thành vô thường, khổ và vô ngã ở Phật giáo Nam Truyền. May thay, ở trong kinh điển Bát Tông, ở trong kinh điển Bát Tâm, ở trong kinh A Hàm, còn lại một cái kinh mà trong đó tam pháp ấn được lặp lại tới 4-5 lần là vô thường, vô ngã và niết bàn. Mấy còn lại một kinh thôi, còn tất cả những kinh khác là đi theo vô thường, khổ và vô ngã. Và có một cái chứng cứ thứ hai nữa là thầy Long Thọ sinh vào thế kỷ, sống vào thế kỷ thứ hai sau Thiên Chúa, đã nói tới tam pháp ấn. Và thầy Long Thọ cũng nói tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Và cố nhiên thầy Long Thọ thì lớn hơn thầy Phật Âm Buddha Gosa tới 300 tuổi, và cũng lớn hơn thầy Thế Thân tới 300 tuổi. Hai cái tác phẩm luận mà nổi tiếng nhất trong giới Phật học bây giờ là Thanh Tịnh Đạo Luận, Visuddhimagga, là do thầy Phật Âm, và cái tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Abhidhamma Kosa Shastra, là của thầy Thế Thân. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta biết rằng thầy Long Thọ sinh ra trước thầy Thế Thân và thầy Phật Âm tới 300 năm, thì chúng ta nghĩ rằng Đại Trí Đồ Luận là một cái tác phẩm phải được ta coi là rất quan trọng. Là sớm hơn được 300 năm. Cho nên trong cái khóa tu học của chúng ta về Phật học căn bản, chúng ta bám sát lấy Đại Trí Đồ Luận. Tại vì trong Đại Trí Đồ Luận, tuy rằng
thầy Long Thọ giảng giải về kinh Đại Bát Nhã, nhưng mà thầy đã đem hết tất cả những giáo lý căn bản của đạo Bụt Nguyên Thủy, thầy diễn bày trong cái tác phẩm đó. Khi mà chúng ta nói về cái bàn á, thì chúng ta nói đặc tính của cái bàn là vô thường, chúng ta hiểu liền. Đặc tính của cái bàn là vô ngã, chúng ta hiểu liền. Đặc tính của niết bàn cái bàn là niết bàn, chúng ta cũng hiểu liền. Nhưng mà nói cái bàn là khổ thì nó hơi buồn cười. Và vì vậy cho nên thọ trước hết là một khổ thọ, và các pháp khác đối tượng của tưởng nó có thể là tăng thường duyên, nó có thể là tăng thường duyên để tạo nên khổ thọ, nhưng mà nó không phải là khổ thọ. Nếu các pháp khác mà đi ngang qua cái nhận thức sai lầm của tưởng thì nó thành khổ thọ hết. Nhưng mà nếu tưởng không có sai lầm thì các pháp khác nó không phải là khổ. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng là các pháp hữu vi là vô thường, vô ngã và có thể có tác dụng gây đau khổ thì nó được. Nếu mà cái tưởng của chúng ta nó sai lầm thì tất cả các pháp hữu vi đều có thể gây ra đau khổ hết. Mà cái đó không phải là lỗi của tại các pháp hữu vi, mà tại vì cái tưởng sai lầm. Thì một điều mà chúng ta thấy rất rõ là trong cái khuynh hướng, nhận thức rằng tất cả đều là khổ, thì người ta cho rằng cái nguyên do của khổ là năm uẩn. Vì năm uẩn mà tôi khổ, vì vậy cho nên không có năm uẩn thì hết khổ. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Năm uẩn có phải là khổ hay không? Năm uẩn có phải là nguyên do trực tiếp của cái khổ hay không? Thì sau này kinh Đại Bảo Tích nó ra đời, có một câu rất là hay mà tôi nhớ mãi. Bụt nói trong kinh Bảo Tích là ví dụ có cái ông đó, ông cầm cục đá, ông ném con chó nó đau quá, nó kêu cái hẳn, rồi nó tức quá, nó chạy theo nó sủa, nó chạy theo cục đá nó sủa. Nó không có biết rằng cái nguyên do làm cho nó khổ là cái ông ném cục đá chứ không phải là cục đá. Vì vậy cho nên những cái người mà u mê ấy, họ tưởng năm uẩn là cái nguyên do của cái khổ của họ, hai dè cái đó là tại vì cái nhận thức của họ về năm uẩn. Nhận thức sai lạc về năm uẩn là nguyên do của cái khổ, chứ không phải là năm uẩn là khổ, là nguyên do của cái khổ. Cho nên cái câu mà chúng ta đặt ra, câu hỏi chúng ta đặt ra, thọ khổ là đối tượng của thọ hay là khổ là đối tượng của tưởng, thì hầu hết rất nhiều bộ phái nói rằng là đối tượng của tưởng. Khổ thọ không phải chỉ là khổ thọ, mà thọ là đối là tất cả các uẩn. Cái điểm thứ 16 trong luận sự, điểm thứ 16 trong luận sự cho chúng ta thấy rằng một cái bộ phái tên là bộ phái Đông Sơn Trú chủ trương như thế này: chỉ cần lặp lại cái sự thật về khổ là có thể đưa ta đi vào trong chân đế, trong chân lý của tứ diệu đế. Đó là điểm thứ 16. Tức là chỉ cần lặp lại đây là khổ, cái này là khổ, thì có thể chứng nhập được vào sự thật thứ nhất, sự thật thứ hai, sự thật thứ ba, sự thật thứ tư. Một vài cái ví dụ như vậy thôi đủ để cho chúng ta thấy rằng là những cái đoạn kinh mà do các thầy truyền lại nó có bị ảnh hưởng cái sự hiểu và sự hành trì của các thầy, và do đó cho nên tô lên ở trên các kinh điển một cái những cái màu sắc như vậy. Quý vị có biết là những cái nhà mà họ làm cái nghề khảo cổ đó, họ đi đào xới những cái
cái vùng mà ngày xưa có những cái nền văn minh cổ đó, họ tìm ra được những cái bức tượng. Có khi những cái bức tượng hay là những cái tác phẩm xưa họ tìm ra được, nhưng mà nó gãy nát và có khi thiếu một miếng. Thì họ ngồi á, họ ngồi, họ đem cái trí thông minh của họ, họ lắp lại, rồi họ có thể tạo dựng ra được cái tượng ngày xưa. Đôi khi mất một miếng thì họ căn cứ vào cái nghệ thuật của những miếng khác, họ tạo lập lại ra cái miếng mất đó, nó phù hợp với cái đó. Trong khi chúng ta đọc kinh, chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta dùng hai cái dụng cụ là nhị đế và duyên khởi, và chúng ta đọc kinh và chúng ta có thể thiết lập lại được cái nguyên bản, cái nguyên văn, cái nguyên ý của Bụt. Tại vì có nhiều khi do sự trường trì mà có những cái kinh nó bị biến dạng, biến hình, nó giống như những cái tượng bị gãy nát. Ở đây xin quý vị nhớ tưởng một trong năm uẩn là tri giác. Và tri giác nó có nghĩa là đối tượng của tri giác và chủ thể của tri giác. Đối tượng của tri giác tức là tất cả vũ trụ, tất cả năm uẩn. Và tất cả năm uẩn theo nhiều bộ phái đều là khổ. Nhưng mà kỳ thực là nó tùy theo cái tưởng của mình, cái tri giác của mình nó đúng hay sai, mà những cái đó nó đưa tới cái khổ nhiều hay đưa tới cái khổ ít, hoặc là không đưa tới cái khổ gì hết. Thì trong kinh Chuyển Pháp Luân, Bụt có đưa ra một vài cái ví dụ về khổ. Sinh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, muốn mà không có được là khổ, ghét nhau mà phải ở gần với nhau là khổ, thương nhau mà phải ở xa nhau là khổ. Nói tóm lại, cái sự vướng mắc vào năm uẩn là khổ. Năm khổ uẩn, năm thủ uẩn. Có cái danh từ là Upadana Skanda là thủ uẩn. Nó có chữ uẩn rồi, nhưng mà nó có chữ thủ uẩn nữa. Thủ có nghĩa là vướng mắc. Khi mà chúng ta có những cái vướng mắc ở trong năm uẩn, thì những cái đối tượng đó nó tạo tác khổ đau. Còn nếu chúng ta không có cái uẩn của chúng ta không có thủ thì có sao đâu. Nếu không phải là thủ uẩn thì chúng ta có thể gọi là uẩn hoặc là xả uẩn. Xả uẩn là chữ mới đó nha, Upeksha Skanda. Khi nào mà chúng ta còn bị kẹt ở sắc, ở thọ, ở tưởng, ở hành và ở thức đó, thì nó khổ. Chúng ta lấy ví dụ của một người phát tâm xuất gia. Một người phát tâm xuất gia là phải rời bỏ cái gia đình của mình, cha mình, mẹ mình, chị mình, em mình để đi tu. Thì đó có thể, khi mình nhìn vào mình có thể coi đó là khổ, là tại vì trong kinh nói rằng là thương nhau mà không được sống chung với nhau là khổ. Mình thương cha mình, mẹ mình và em mình mà mình phải bỏ cha mình, mẹ mình và em mình mà đi tu, như vậy là khổ. Đó là đứng về cái lời tuyên bố tổng quát mà nói. Nhưng mà nếu cái tưởng của người đó nó được khai phá, người đó thấy rằng đi xuất gia không có nghĩa là mình sẽ xa lìa cha mình, mẹ mình, chị mình, em mình, mà đi xuất gia nó có nghĩa là mình có một cơ hội để cho cái bồ đề tâm của mình lớn lên, để mình có thể sau này tiếp xúc, giúp đỡ, độ được những người thân của mình. Và khi mà với một cái tâm niệm như vậy á, thì cái người đó đi xuất gia không có thấy trong lòng đau khổ gì cả, mà lại có một niềm hy vọng rất là rạc rào.
Vì vậy cho nên tất cả đều do cái tướng của mình, do cái nhận thức của mình. Có những người con trai hay người con gái không đi xuất gia, họ lấy chồng, lấy vợ, sinh ra một đống con và không bao giờ có thời giờ để chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ cả. Vậy thì họ không đi xuất gia, nhưng mà họ đâu đâu có được gần cha, gần mẹ gì đâu. Có những người xuất gia được thảnh thơi, được nhẹ nhàng và có cơ hội gần mẹ, gần cha, gần anh, gần em, và độ mẹ, độ cha, độ anh, độ em rất là nhiều. Những người đó đâu phải là những người khổ. Vì vậy cho nên cái khổ nó tùy thuộc ở cái nhận thức, ở cái tri giác. Sự thực là người xuất gia nào mà nếu tu học có chuyển hóa đều có thể giúp trở về để giúp gia đình và độ được cha, được mẹ, được anh, được chị, được em, được cháu của mình hết. Vì vậy cho nên đứng vào cái, lấy cái ví dụ đó mà nói, thì chúng ta thấy rằng thương nhau mà không được sống 24 giờ dưới một mái nhà với nhau là khổ, thì trong trường hợp này nó không có đúng. Tại vì mình có những cái niềm vui, mà niềm vui đó mình có thể san sẻ cho người mình thương, dù người mình thương đang ở rất là xa, bên Úc chẳng hạn. Thành ra tùy thuộc ở nơi cái nhận thức. Vậy thì cái cục đá không phải là nguyên do của cái đau khổ của con chó, mà chính cái người ném đá. Năm uẩn không phải là khổ. Cái nhận thức về năm uẩn của mình bị vướng mắc cho nên mới khổ. Và vì vậy cho nên cái chữ thủ uẩn là rất quan trọng. Thủ uẩn. Để chúng ta đọc luận, đọc kinh, đọc luận, chúng ta phải sử dụng cái thông minh của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng những cái dụng cụ của chúng ta. Đừng có đọc tới đâu tin, đi tin tới đó mà nguy lắm. Tại vì Bụt có nói rằng là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oai. Vậy thì cái phương pháp của chúng ta là như thế nào? Là khi mà chúng ta có cảm tưởng không có an lạc, chúng ta có cảm tưởng cuộc đời là nó đắng, có cảm tưởng là cái tình trạng nó bế tắc, thì chúng ta phải quán chiếu, phải quán chiếu và phải nhận diện được cái khổ của chúng ta. Cái đó là sự thực tập gọi là thị chuyển. Chúng ta nhận thức bằng cái gì? Có như là nhận thức bằng cái chánh niệm của chúng ta. Và chúng ta phải nhận thức một cái thông minh, chứ không có nói một cách đơn giản bằng cái miệng thôi. Đây là khổ. Đây là khổ là một câu nói. Là một câu nói thôi. Đây là khổ. Mà cái quan trọng không phải là câu nói, mà cái quan trọng là sự nhận diện được sự có mặt của cái đau khổ đó. Phải gọi được cái tên của nó, phải thấy được cái bản chất, cái nội dung của nó. Nếu nó là bệnh đau bụng thì mình phải biết nó là bệnh đau bụng và loại đau bụng nào. Nếu nó là bệnh ho lao thì mình phải biết nó là bệnh ho lao và mình phải biết bệnh ho lao như thế nào. Cái đó là nhận diện cái khổ, nhận diện và phải thấy được cái bản chất, cái bản chất của cái khổ đó. Cái đó gọi là cái sự thực tập về chân lý thứ nhất. Và mình cũng biết rằng cái sự thực tập chân lý thứ nhất nó có liên hệ tới cái sự thực tập chân lý thứ ba, tức là diệt. Diệt tức là hạnh phúc. Thì mình so sánh. Ngày xưa mình không có cái này, mình có cái này. Trong giây phút này mình có cái này mà mình không có cái này. Đó là một sự so sánh. Ngày xưa tôi không có cái khổ này, bây giờ tôi có cái khổ này. Đó là một sự so sánh. So sánh thứ hai là người kia không có cái khổ này, tôi đang có cái khổ này. Cho nên nhìn vào cái này mình thấy cái này, nhìn vào cái này mình thấy cái này. Đó là cái đường lối gọi là duyên khởi, cái nhận thức duyên khởi. Nhìn vào cái này thấy được cái kia, nhìn vào cái kia thấy được cái này, nhìn vào trái thấy được cái mặt, nhìn vào mặt
thấy được cái trái. Ban đầu là phải có sự phân biệt rõ ràng, mà phải đem cái chánh niệm của mình để mà nhìn, chứ không phải là chỉ nói suông đây là khổ là đủ. Thì có chánh niệm rồi á, mình nhìn vào cái khổ thì mình thấy cái gì? Mình thấy mình đang bị cái khổ nó vây quanh, nó dằn vặt, nó làm cho nghẹt thở. Và mình muốn thoát khỏi cái khổ đó. Do đó cho nên mình nhìn sâu vào cái khổ, mình thấy được cái tập. Mình nhìn sâu vào cái khổ, mình thấy cái tập. Trong kinh có nói là, có nói sơ lược về tập, nói là cái sự vướng mắc, cái sự tham ái. Mà trong một cái kinh như vậy, chúng ta không có thể trông mong có một cái sự diễn giải chi tiết, tại vì kinh đó ngắn lắm, về khổ và về tập. Cho nên chỉ nói sơ lược một vài cái ví dụ về khổ, một vài cái ví dụ về tập thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta quán chiếu cho nó sâu sắc, chúng ta thấy rằng ái nhiễm, tuy rằng nó là cái nguyên do của khổ, nhưng mà nó không phải là nguyên do duy nhất của cái khổ. Ham muốn, vướng mắc là nguyên do của cái khổ. Nhưng mà có những cái nguyên do khác, ví dụ như sự si mê. Si mê tức là vọng tưởng, hiểu lầm, như là cái sự giận dữ, nó cũng là nguyên do của cái khổ. Cho nên chúng ta đi tìm nguyên do cái khổ, của cái khổ, chúng ta thấy rằng nguyên do của khổ không phải là chỉ là ái dục, mà nó là vô minh, nó là sân hận, nó là nghi ngờ, nó là kiêu mạn, nó là ác kiến, tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Thì chúng ta nhìn vào cái khổ của chúng ta thì chúng ta thấy được những nguyên do của khổ, mà những cái nguyên do của khổ đó do cái tri giác sai lầm của chúng ta mà có. Tri giác sai lầm của chúng ta là vô minh. Có vô minh cho nên mới có sân giận, mới có nghi ngờ, mới có ác kiến, có kiêu mạn và có ái dục. Cho nên vô minh là cái căn bản của khổ đau. Trong tất cả những cái phiền não khác như tham, sân, mạn, nghi, ác kiến thì cái vô minh là cái chất liệu căn bản. Nếu mình giận người kia mà mình khổ, cái đó cũng là do vô minh. Có nhiều khi chúng ta không phải là tham mà chúng ta khổ, có nhiều khi chúng ta nghi mà chúng ta vẫn khổ, có nhiều khi chúng ta sân mà chúng ta khổ. Cho nên cái sự thực thứ hai về tập á, phải được chúng ta khai triển ra cho rõ ràng. Và chúng ta căn cứ trên lời dạy của chánh buộc mà nói rằng nguyên do cái khổ là những cái phiền não trong tâm của chúng ta. Mà gọi tên phiền não thì trước hết chúng ta phải gọi cái tên đầu đảng của nó là vô minh. Vô minh tức là nhận thức sai lầm, tức là vọng tưởng. Si, từ si cho nên mới có ái dục, mới có sân hận, mới có nghi ngờ, mới có kiêu mạn, mới có ác kiến. Tại vì chúng ta đang dùng cái ánh sáng của duyên sinh mà soi, cho nên chúng ta phải nhìn cái khổ thì chúng ta phải thấy cái vui ở trong đó. Những cái khi mà chúng ta không có nhức đầu hay là đau răng, những cái lúc đó chúng ta có thể gọi nó là diệt, tức là sự vắng mặt của sự nhức đầu hay sự đau răng. Và bây giờ vì chúng ta nhức đầu và đau răng cho nên chúng ta muốn trở lại cái trạng thái diệt, tức là không nhức đầu
không đo đạc. Và nếu mà chúng ta nhìn sâu vào cái diệt á, thì chúng ta thấy rằng đôi khi cái diệt có đó, nhưng mà mình không có thấy được cái bản chất của nó. Và do đó cho nên có diệt cũng như không có diệt, có hạnh phúc cũng như không có hạnh phúc. Những cái lúc mình không có nhức đầu, mình không có hạnh phúc gì cả. Cố nhiên là khi mình nhức đầu thì mình đau khổ, mà khi mình không nhức đầu mình cũng không có hạnh phúc, thành cái đó cũng hẳn là cái diệt. Những cái lúc mình đau răng thì mình khổ, mình nghĩ rằng không đau răng là sướng, nhưng mà có những lúc mình không đau răng gì cả và mình không có sướng gì hết. Là vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng là con người nó sống trong sự quên lãng, dầu sống trong diệt, dầu sống trong hạnh phúc cũng không có hạnh phúc, dù sống trong khổ cũng không có thấy cái đó là khổ, chìm đắm trong khổ thôi mà không có nhận diện đó là cái khổ. Và vì vậy cho nên gánh cái khổ mà đi suốt đời. Cho nên khi mà đưa cái ánh sáng chánh niệm vào trong khổ thì nhận diện được khổ, đưa cái ánh sáng chánh niệm vào trong diệt thì nhận diện được đó là hạnh phúc. Cái này nó có liên hệ tới cái sự thực tập hàng ngày của mình. Trong cái bài tập quý vị đã tiếp nhận ngày Chủ nhật vừa qua đó, thì có một câu như thế này này: có những cái niềm vui nào trong đời sống hàng ngày mà mình có thể sử dụng để nuôi dưỡng thân tâm của mình, tạo nên cái sự hạnh phúc của mình và của mọi người? Trong đời sống hàng ngày của mình có những cái cơ hội để mình có thể nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người bằng những cái niềm vui đó hay không? Cái đó là cái sự quán chiếu về diệt. Mình đừng có nghĩ rằng mình không có diệt. Mình có diệt tức là mình có hạnh phúc, có những điều kiện của hạnh phúc. Mình có hai mắt đang sáng, mình có hai chân đang khỏe, mình có hai cái lá phổi không bị ung thư. Mình có thể đi thiền hành, mình có thể mỉm cười, nhưng mà mình không có hạnh phúc. Là tại vì mình coi thường cái diệt nó đang có. Để khi nào cái diệt không còn nữa đó, cái hạnh phúc không còn nữa, thì lúc đó mình mới than trời than đất mà thôi. Mình không có chú ý tới cái gì. Và cái việc đó nó có nhưng cũng như không. Thực sự là trong cái trạng thái bây giờ và ở đây, nó có sự có mặt của chân lý thứ ba, nó có sự có mặt của hạnh phúc, của niềm vui, của sự an lạc. Nhưng mà tại vì chúng ta không có chánh niệm cho nên chúng ta không có tiếp xúc được với nó. Và không tiếp xúc được với nó thành ra bị khổ đau nó tràn lấp, làm cho chúng ta có cảm tưởng rằng là đời ta chỉ có khổ đau, chỉ có khổ đau ngày hôm nay thôi, ngày hôm nay không có cái gì vui cả. Vì vậy cho nên quán chiếu vào cái sự thực thứ nhất đó, mình quán chiếu luôn cái sự thực thứ hai và thứ ba, và cái sự thực thứ nhất nó bao trùm cái sự thực thứ ba. Ví dụ như có những người ở rất là xa, họ phải tốn rất nhiều công phu, cố gắng nhiều lắm mới có thể xin nghỉ được 10 ngày. Họ phải tốn một số tiền rất lớn để mà mua một cái vé máy bay và đi sang tới Lần Hồng để tu học 10 ngày. Và họ cho cái đó là rất quý, 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 ha, quý giá. Và trong 10 ngày đó họ biết rằng là họ phải lợi dụng cái cơ hội để tu tập, để có hạnh phúc. Mà có những người thường trú ở với thầy, ở với bạn, ở với chúng cả năm, nhưng mà không thấy được cái sự quý giá của mỗi ngày ở trong cái tăng thân của mình. Thì cái đó là mình có cái hạnh phúc, mình có cái sự thực thứ ba mà mình đang được hưởng, nhưng mà mình không có hưởng. Mình tạo ra những cái buồn khổ vô duyên vô ích cho mình trong hàng ngày để cho nó tràn, nó lấp đi, nó bít lấp cái hạnh phúc của mình. Mình không có thấy được sự quý giá của mỗi giờ mỗi phút sống bên nhau, có thầy có bạn, có cái sự thực tập. Và vì vậy cho nên sự quán chiếu về sự thực thứ nhất nó có liên hệ tới sự quán chiếu sự thực thứ ba. Trong khi mình nhức răng á, thì mình ao ước cái sự không nhức răng.
thì mình không có tiếp xúc được với sự không nhất răng. Mình có hạnh phúc về cái chuyện không nhất răng. Đó là cái bi kịch của cuộc đời. Con người không có khả năng có hạnh phúc. Con người chỉ có than khổ thôi. Con người không có khả năng nếm hạnh phúc, tiếp xúc với hạnh phúc. Là tại vì con người không có sống với chánh niệm. Có chánh niệm thì mình có thể tiếp xúc với cái hạnh phúc mà mình đang có. Để rồi ngày mai mình không có hối hận, tiếc nuối. Thì như là trong cái cuốn Bông Hồng Cài Áo thì tôi có nói rằng có một tặng phẩm mầu nhiệm như bà mẹ mà không sung sướng thì có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế chắc cũng không có sung sướng. Là có một bà mẹ nhưng mà không có ý thức rằng mình có một bà mẹ thì cũng như là không có mẹ. Mình đang sống, mình đang có những điều kiện của sự an lạc, của hạnh phúc, nhưng mà mình không có tiếp xúc được. Thì mình đi tìm thực hiện cái sự thực thứ ba làm cái gì? Đôi khi sự thực thứ ba nó có đó, nhưng mà mình không có tiếp xúc được. Vì vậy cho nên chánh niệm nó đi vào, nó làm sáng lên. Không những là cái sự thực thứ nhất là khổ, mình nó làm sáng lên cái sự thực thứ ba là diệt. Và tiếp xúc với cái khổ, với chánh niệm, mình có thể tiếp xúc với cái lạc, với cái không khổ đồng thời. Cho nên sự tu tập của chúng ta không phải là tiếp xúc với cái khổ, nhận thức cái khổ để chuyển hóa cái khổ mà thôi, mà chúng ta phải tiếp xúc với cái không khổ. Tiếp xúc với cái không khổ, nuôi dưỡng cái không khổ và tự nuôi dưỡng mình bằng cái không khổ đó. Tại vì cái sự thực tập thứ hai đó nó giúp cho chúng ta thành công hơn trong cái sự thực tập thứ nhất. Phải thực tập chuyển khổ, nhưng mà phải thực tập an lạc cùng lúc mới được. Thường khi mà nói chuyện với là các nhà trị liệu tâm lý thì tôi thường thường nhắc như thế này, tại sao mà khi những người bệnh tâm lý tới thì các ông các bà cứ nói cái chuyện đau người ta không, tại sao ông bà không có, quý vị không có làm thế nào để tiếp xúc được với những cái hạt giống hạnh phúc của người kia và giúp cho họ tiếp xúc được với sự an lạc trong cái nội tâm và trong hoàn cảnh của họ, và như vậy giúp cho họ trị liệu được dễ hơn. Tại sao quý vị không có mời cái bệnh nhân của quý vị đi thiền hành, thiền trà, hay là tiếp xúc được với những cái niềm vui mà người đó có thể tiếp xúc? Đó cũng là một cái phương pháp trị liệu. Trong khi chúng ta quán chiếu, chúng ta dùng cái năng lượng của chánh niệm và chúng ta tiếp xúc với cái khổ của chúng ta và chúng ta tiếp xúc với cái không khổ của chúng ta. Thì từ từ chúng ta đi vào cái chiều sâu của cái khổ đó và cái không khổ đó. Rồi chúng ta có thể bắt đầu tiếp xúc được với cái mặt kia của thực tại. Tức là cái mặt của chân đế. Ban đầu thì cái không khổ của chúng ta, cái hạnh phúc của chúng ta, nó có vẻ hời hợt, cạn cợt lắm. Cái vui của chúng ta nó có vẻ cạn cợt, cái không khổ của chúng ta nó có vẻ cạn cợt lắm. Và nó chứa đựng cái khổ ở trong. Tại vì chúng ta không có đi sâu vào nó. Có một cô thiếu nữ Pháp, trong khóa tu cô nói là bạch thầy,
trong khóa tu ở tại Paris thì cô nói bạch thầy, trong những cái lúc mà vui á, ví dụ như là trong cái dạ hội đang nhảy nhót, đang ca hát, có lúc con bừng tỉnh và con thấy rằng là trong chiều sâu của cái vui đó nó chứa đựng rất nhiều cái sự lo lắng và buồn khổ. Con đi tới vào trong một cái dạ hội như vậy á, là để chôn lấp cái buồn đau và sầu khổ thôi. Con thấy như vậy, cái vui đó không thật sự là cái vui. Cố nhiên là đi tới một dạ hội như vậy và phải trả tiền, phải có tiền, phải có thì giờ, phải có những cái điều kiện mới đi đi tới được. Thì trong cái thời gian mà mình vui 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 cười cười nói nhảy nhót như vậy đó, thì cái bề ngoài giống như là một cái vui. Nhưng mà biết bao nhiêu người trong dạ hội không có biết rằng, không có biết sự thật rằng là cái vui đó nó làm chỉ một cái lớp mỏng trên thôi, và nó gói ở trong cái lòng nó biết bao nhiêu cái sự lo lắng buồn khổ mà mình không có muốn tiếp xúc. Vì vậy cho nên ở trong cuộc đời của người ta tiếp xúc với cái khổ người ta một cách rất là hời hợt, và người ta cũng tiếp xúc với cái vui của người ta một cách rất là hời hợt. Người ta không biết rằng trong cái khổ đó mà nếu mà tiếp xúc cho sâu sắc bằng chánh niệm, mình có thể tìm thấy cái vui tại đáy lòng của cái khổ. Và khi mà người ta tiếp xúc với cái vui ở đây á, người ta có thể thấy được cái niềm vui này là một niềm vui giả tạo. Và do đó càng đi sâu vào sự quan sát thì càng đạt tới cái niềm vui nó chân thật, nó có tính cách niềm vui lành mạnh. Rồi có những cái tại vì cái việc này á, mình có thể phân biệt ra làm hai. Vui và không khổ. Cái này nó tương đương với là cái xả. Cái này có tương đương với là cái lạc. Chúng ta có những cái xả thọ trong đời sống hàng ngày. Ngoài những cái khổ thọ và lạc thọ thì chúng ta có những cái xả thọ. Mà những cái xả thọ trong đời sống hàng ngày chúng ta rất lơ là với nó. Cái cảm cảm thọ gọi là không đau răng á, hay là không nhức đầu á, chúng ta cho là một xả thọ không đáng kể. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm á, có chánh niệm á, mà chúng ta tiếp xúc với cái xả thọ thì tự nhiên chúng ta biến cái xả thọ ra thành một cái lạc thọ. Cái không nhức răng, không đau đầu, cái chuyện chỉ bước những bước chân trên trái đất thôi. Từ những cái như vậy mà chúng ta gọi là xả thọ, chúng nó có thể biến thành ra những cái lạc thọ. Đó là sự tạo tác của những niềm vui. Mà sự tạo tác của những niềm vui nó có liên hệ tới sự chuyển hóa khổ đau. Còn những cái niềm vui này, chúng ta càng đi sâu vào trong lòng nó, chúng ta càng tiếp xúc được với là cái bản chất của nó. Và chúng ta có thể tiếp xúc được với cái tự tánh gọi là bản môn của nó, cái chân đế của nó. Vì chúng ta đem hai cái hình ảnh này ra để ví dụ. Khổ tức là cái gì mà chúng ta ví dụ với cái rác, và vui hạnh phúc đó, là chúng ta ví dụ với cái hoa. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có xử lý hoa, không có biết cách xử lý hoa thì hoa nó trở thành rác rất là dễ dàng. Cái hạnh phúc, cái sự an lành của chúng ta mà nếu cho chúng ta không nuôi dưỡng, chúng ta không có trân quý thì nó biến thành ra những cái đau khổ rất là dễ dàng. Và hoa đứng về phương diện tục đế thì hoa hoa thế nào cũng thành rác. Có cái khác hơn là có những người họ không có sợ rác, là tại vì họ có biết cách
biến rác thành hoa trở lại. Cái sự thực tập này nó có hai. Thứ nhất á, là mình phải bảo vệ hoa, bảo trì hoa. Và thứ hai là chuyển hóa rác. Là cái sự thực tập của chúng ta nó có hai mặt. Nếu chúng ta có những cái điều kiện của hạnh phúc á, thì chúng ta phải nhận thức được những cái điều kiện đó. Chúng ta phải tiếp xúc, chúng ta phải nuôi dưỡng, chúng ta phải bảo trì nó. Đó là sự thực tập. Sự thực tập thứ hai là khi mà những cái hoa đó nó trở thành rác á, tại vì tất cả đều vô thường, thì chúng ta phải tìm cách chuyển hóa rác thành hoa. Đứng về phương diện con người, bình diện lịch sử mà xét, thì buộc với chúng ta khác nhau. Buộc Thích Ca Mâu Ni khác nhau với chúng ta. Đứng về phương diện tục đế, buộc Thích Ca là một người, chúng ta là một người. Chúng ta khác buộc ở chỗ là buộc biết bảo trì cái hạnh phúc của Ngài. Và khi mà những cái hạnh phúc của Ngài, những cái hoa trong Ngài nó chuyển thành rác, thì Ngài chuyển nó trở thành lại thành hoa. Tại vì buộc cũng có một cơ thể, cũng có một cái tâm lý. Và vì vậy cho nên nắm được hai cái nghệ thuật đó trong tay rồi thì buộc không có sợ hãi. Còn chúng ta không có nắm được hai cái trong tay thì chúng ta sợ hãi. Chúng ta không có biết bảo trì cái hạnh phúc của chúng ta, và chúng ta không có biết chuyển hóa cái hạnh phúc, cái khổ đau của chúng ta. Và trong cái quá trình tu tập và chuyển hóa như vậy, chúng ta thấy được một cái điều là hoa với rác á, nó bất nhị. Có hoa thì phải có rác, có rác thì phải có hoa. Do đó cho nên chúng ta nhìn hoa rác bằng con mắt không sợ hãi, không có kỳ thị. Buộc nhìn phiền não, Ngài không có ngán gì cả. Mà buộc nhìn bồ đề, Ngài không có vướng mắt. Chúng ta thì chúng ta ưa chạy trốn một cái để đi tìm theo một cái, là tại vì chúng ta có cái khuynh hướng gọi là nhị nguyên. Chúng ta chạy khổ đau để tìm hạnh phúc. Chúng ta chưa thấy rõ ràng rằng hạnh phúc á, nó có là tại vì khổ đau nó có. Khổ đau nó có là tại vì hạnh phúc nó có. Trong khi đó buộc á, có một cái nhìn bất nhị. Ngài thấy rõ hạnh phúc với khổ đau là hai cái nó đắp đổi với nhau, nó nương vào nhau và nó có. Cho nên nhìn Ngài nhìn cả hai cái với con mắt rất là bất nhị. Thì trên cái bước đường thực tập bảo trì hoa và chuyển hóa rác, chúng ta học được một cái, nghĩa là rác và hoa nó có cách bất nhị. Và vì vậy cho nên nhìn vào trong rác, chúng ta có thể thấy những cái bông hoa tương lai. Nhìn vào trong những bông hoa, chúng ta thấy những cái cọng rác tương lai. Và như vậy chúng ta từ từ chúng ta tiếp xúc được với cái chân đế. Cái người mà làm vườn giỏi á, làm vườn mà biết dùng cái thủ thuật gọi là organic gardening, thì người đó cũng kỳ thị rác. Người đó biết giữ lại rác để mà làm phân xanh, để mà làm thành hoa. Người đó có một cái nhìn bất nhị về hoa và về rác. Một cái người thực tập quán chiếu về khổ đế và diệt đế sâu sắc á, thì từ từ không thấy sợ khổ nữa, mà không có bị vướng mắc vào cái gọi là lạc nữa. Chúng ta là những người phàm phu, khi mà chúng ta còn là những người phàm phu thì chúng ta muốn chạy trốn một cái đó gọi là khổ, và chúng ta muốn chạy theo một cái đó là lạc. Nhưng mà khi mà chúng ta được đưa vào trong đạo Phật và chúng ta thực tập, chúng ta tiếp xúc với cái khổ và cái lạc, chúng ta sẽ tìm ra. Trong khi mà thực tập bảo trì hoa và chuyển hóa rác á,
thì chúng ta tìm ra một sự thực, tức là hoa và rác nhất thể, cái khổ đau và cái hạnh phúc nó nương nhau và nó tạo lập. Thành thử ra chúng ta bắt đầu tiếp xúc được với cái gọi là chân đế của khổ và của diệt. Ban đầu thì chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được cái tục đế của khổ và của lạc thôi. Nhưng mà qua cái quá trình thực tập thì chúng ta từ từ tiếp xúc với cái chân đế của khổ và của lạc. Và vì vậy cho nên chúng ta đạt tới một cái niềm vui, cái niềm an ổn, một cái niềm vững chãi mà chúng ta không có lúc đầu. Lúc đầu thì chúng ta muốn bỏ khổ để tìm vui, chúng ta muốn rời một cái để tới một cái khác. Nhưng mà nhờ tiếp xúc sâu sắc với khổ và tiếp xúc sâu sắc với là không khổ, bằng cái phương pháp bảo trì hạnh phúc và chuyển rác thành hoa, chuyển khổ đau thành hạnh phúc, thì chúng ta tiếp xúc được cái chiều sâu của cả hai cái khổ và lạc, và chúng ta đạt tới một cái nhận thức, một cái sự vững chãi, một cái sự an nhiên mà lúc bắt đầu chúng ta không có được. Thì phía trên đó, nó có cái khổ và có cái vui. Và khi mà chúng ta đã thấy được cái bản chất tương tức duyên sinh khổ vui rồi, chúng ta đạt tới một cái sự vững chãi và an nhiên khác, nó sâu sắc hơn cái vui này nhiều lắm. Cái vui nó đối với khổ, cái vui này là cái vui nói tới ở trong cái chân đế. Cái vui này là vui của tục đế. Cái khổ này là cái khổ của tục đế. Nó tương đối với nhau. Bậc giác ngộ khi mà nhìn thấu suốt được cái bản chất của khổ rồi thì không có sợ khổ nữa. Bậc giác ngộ khi mà nhìn thấu suốt cái bản chất của cái vui rồi thì không bị vướng mắc cái vui đó nữa. Và đạt tới một cái niềm vui rất thanh thoát, rất vững chãi, rất an nhiên, không sợ hãi. Cái vui này gọi là cái vui của Niết Bàn. Sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cái bài thơ mà chúng ta đọc lúc đầu, nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Hai câu đó nó không có thấy được cái vui mà viết hoa ở dưới. Cái vui viết hoa bằng dưới là cái vui của cái người không sợ khổ mà không có sợ vui nữa. Cái khổ cái vui của tục đế, người đó đã thấy rồi và người đó siêu việt được cái vui cái khổ của tục đế rồi, cho nên người đó có cái vui thật là chân thật. Cái vui đó gọi là cái vui của Niết Bàn, cái vui của chân đế, cái vui của bản mông. Đạo Phật của chúng ta có nhiều cái danh từ, nó nói về hai cái mặt đó của thực tại. Một mặt đó, nó thuộc về tục đế, một mặt nó thuộc về chân đế. Chúng ta có danh từ tích môn của Tôn Thiên Thai nói về tục đế. Và chúng ta có danh từ bản môn nói về chân đế. Chúng ta có danh từ hữu lậu, Asvara, mà nói về cái phương diện tục đế. Hữu lậu nó có nghĩa là nó còn chảy ra, nó còn rỉ ra, nó còn bị sa xuống, nó còn bị đi vòng quanh, gọi là hữu lậu. Và chúng ta có danh từ vô lậu, Anasvara, nó có nghĩa là chúng ta đã thoát ra khỏi cái vòng đó rồi. Thành ra cái vui này là cái vui vô lậu, cái vui trên này là cái vui hữu lậu. Cái vui hữu lậu nó đối chọi với cái khổ hữu lậu. Cái vui này là cái vui hữu lậu, nó đối chọi với cái khổ hữu lậu.
Nhưng mà nếu chúng ta dùng chánh niệm mà quán chiếu, nếu cho chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của cái vui hữu lậu, cái bản chất của cái khổ hữu lậu, và chúng ta sẽ đạt tới cái thấy vững chãi, an nhiên và bất nhị. Cái thấy đó nó đem tới cho chúng ta một cái niềm vui lớn, gọi là cái vui vô lậu. Chúng ta còn có danh từ là thế gian và xuất thế gian. Thế gian là Lokiya, còn xuất thế gian là Lokottara. Một bên là hữu lậu, một bên là thế gian. Một bên là hữu lậu, nó thuộc về thế gian. Một bên vô lậu là thuộc về xuất thế gian. Thì cái vui ở đây là cái vui xuất thế gian. Nhưng mà giữa cái vui thế gian và cái vui xuất thế gian á, nó có sự liên tục. Và do sự thực tập cho nên cái vui của thế gian nó được chuyển hóa từ từ, từ từ, từ từ. Nó vững chãi hơn, nó thảnh thơi hơn. Và rốt cuộc nó được biến thành cái vui xuất thế gian. Cái vui xuất thế gian nó không còn coi cái khổ là cái thù của nó nữa. Và khi mà mình đạt tới cái vui xuất thế gian, cái sự giải thoát này rồi á, thì mình nhìn tất cả những cái mà ngày xưa mình cho là khổ, mình thấy nó không còn là khổ nữa. Sanh lão bệnh tử, nó không còn là khổ nữa. Tại cái nhận thức mình đã được phá tung rồi. Và đứng về phương diện chân đế, đứng về phương diện xuất thế gian, sanh lão bệnh tử không phải là khổ nữa. Nó là cái chuyện thường thôi. Và nếu cần sanh thì tôi sanh, nếu cần già thì tôi già, nếu cần bệnh thì tôi bệnh, nếu cần chết thì tôi chết, tôi không có ngán gì hết. Bởi vì tôi đạt được tới cái sự thật là tuy rằng bề mặt nó có sanh, có lão, có bệnh, có tử, nhưng mà trong cái chiều sâu của nó không có sanh lão bệnh tử. Cho nên khi mà chúng ta tụng tâm kinh, chúng ta đọc những cái câu rất khó hiểu như là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí, không có đắc, không có sở đắc, là ở chỗ đó. Tức là chúng ta phải từ cái thế gian mà chúng ta đi vào cái xuất thế gian. Chúng ta từ cái gọi là hữu lậu mà chúng ta đi vào cái vô lậu. Và chân lý thứ ba, ban đầu thì được nhận thức như là sự vắng mặt của khổ đau, nhưng mà nếu chúng ta thực tập sâu sắc thì chân lý thứ ba trở thành niết bàn. Không phải là sự vắng mặt của khổ đau mà thôi, nó là sự vắng mặt của cái ngược lại của khổ đau, là cái vui. Thành cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta là chúng ta muốn sự vắng mặt của cái niềm khổ bây giờ thôi. Nhưng cái niềm khổ bây giờ thôi á, cái sự vắng mặt của cái khổ nó chưa phải là cái niềm vui lớn. Giả dụ như mà chúng ta không nhức đầu thì chúng ta không đau bụng, đó là những cái vui. Nhưng mà đó chưa phải là cái vui lớn nhất. Cái vui lớn nhất là cái vui mà nó vượt thoát cái tính cách nhị nguyên giữa khổ và vui. Và trong kinh thường hay nói rằng các vị Bồ Tát mà cởi trên những cái đợt sóng sanh tử mà đi là vậy đó. Là sanh thì sanh, tử thì tử, tôi không có ngán. Đó là trò chơi thôi. Và vì cái tâm thức của tôi, cái nhận thức của tôi đã khai phóng rồi, cho nên cái đó không làm cho tôi giận, cái đó không làm cho tôi ghen, cái đó không làm cho tôi sầu, cái đó không có làm cho tôi bực tức, cái đó không làm cho tôi vướng mắc. Và vì vậy cho nên khi mà cái vọng tưởng nó đã hết rồi, thì tất cả những cái mà người khác khổ không làm cho mình khổ. Mình tu tập một hồi
cái đạo lý tứ đế đứng về phương diện thế gian, thì mình từ từ đạt tới cái đạo lý về tứ đế về phương diện xuất thế gian. Thành ra chúng ta có thể nói rằng đạo lý tứ đế có thể diễn bày như là một đạo lý thế gian hướng thượng, và đạo lý tứ đế có thể diễn bày như một đạo lý xuất thế gian siêu việt. Nhưng mà hai cái đó nó không có chống nhau. Cái thứ nhất nếu thực tập nó sẽ đưa từ từ tới cái thứ hai. Chủ nhật này thì chúng ta sẽ học về cái sự thực thứ tư. Sự thực thứ tư là có bát chánh đạo ở trong đó, và vì vậy cho nên bài giảng cũng là bài giảng về bát chánh đạo. Và chúng ta sẽ thấy bát chánh đạo cũng vậy, bát chánh đạo có thể diễn bày trước hết trên mặt tục đế, và bát chánh đạo sau đó sẽ được diễn bày trên phương diện chân đế. Mà chúng ta có những cái kinh nó cho chúng ta thấy được cái điều đó. Chúng ta có thể hiểu chánh kiến như là một sự tập trên phương diện tục đế, và chúng ta sẽ hiểu chánh kiến trên phương diện chân đế. Và tất cả 8 cái ngành của bát chánh đạo đều có thể hiểu được như vậy các bạn.